Kính lạy mẹ, hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2010, nhằm ngày mùng 9 tháng 7, Vu Lan chuẩn bị năm Canh Dần. Ngày hôm nay là ngày hoàng đạo Canh Tý, đúng giờ Mão, giờ Tốt từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng. Con là Nguyễn Tân Trường, sinh ngày 6 tháng 12, 1959, niên Canh Kỷ Hợi, là cháu nội của mẹ. Xin kính cẩn thắp nén nhang thơm, lòng thành lễ bạc. Đại diện cho gia đình, tất cả các anh chị em, con cháu, dâu rể, chấp chích nội ngoại, xin kính cẩn báo với mẹ, công việc xây dựng ngôi nhà cho mẹ đã gần hoàn thành. Hôm nay là giờ Tốt, xin cho phép con được lấy đi lớp đất quê tạc trong ngôi nhà của mẹ, và sau đó xin lấy lớp đất tinh khiết từ lòng đất mẹ để vào khuôn mộ cho mẹ. Xin mẹ phù gia hộ, phù trì gia hộ cho mọi công việc được tiến hành thuận lợi và thành công tốt đẹp đúng như dự kiến của gia đình, và công việc xây dựng lăng mộ cho mẹ diễn biến thuận lợi, mọi điều viên mãn.